Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nấu ăn của Tú Lê Miền Tây. Hôm nay thì mình sẽ làm món mứt cốc non, dẻo. Và cái món mứt này các bạn ăn nó có một cái vị chua chua nhẹ nè, ngọt và giòn lắm luôn các bạn. Cách làm vô cùng đơn giản và nguyên liệu cũng rẻ tiền. Bây giờ mời các bạn vào bếp cùng mình. Ở đây mình có sử dụng là 2 ký cốc non nha các bạn. Mình mua cái loại mà người ta gọt vỏ sẵn nè, nó nhanh và tiện lợi nữa. Cốc thì mình chọn những cái trái vừa vừa thôi, đừng có to quá và cũng đừng có nhỏ quá nha. Khi mua về thì mình cũng rửa sơ với nước muối cho nó sạch cái phần mủ nha. Và cái cốc này mình sẽ cho vào ngăn đá tủ lạnh sau một đêm nha. Mình mua hôm nay và mình để qua sáng ngày hôm sau thì mình mới làm nha các bạn. Và đây là phần cốc sau khi mình cho vào ngăn đá tủ lạnh. Và sáng hôm sau mình lấy ra mình sơ chế đó các bạn. Bây giờ thì các bạn thấy nè, nó rất là cứng nha. Thì mình phải để cho nó rã đông hết đi, rã đông hoàn toàn luôn nha các bạn. Để cho những cái trái cốc này nó mềm trở lại. Và mình sẽ vắt cái nước ở trong trái cốc này, mình bỏ đi. Thì khi làm mứt nó mới ngon, nó thấm đường và ăn không bị quá chua nha các bạn. Sau khi mà mình để tầm 2 tiếng đó các bạn, thì nó mới rã đông hoàn toàn nha. Thì bây giờ trái cốc của mình á, nó mềm rồi. Nhưng mà mình cũng sử dụng một cây tăm như thế này nè, mình xơm vào đều trái cốc hết nha, để mà mình vắt cái phần nước ra dễ hơn. Với khi mà mình ướp đường á, nó sẽ thấm nhiều hơn. Rồi sau khi mà mình xơm rồi, mình sẽ vắt cái nước ra nè các bạn. Đó, các bạn thấy là nó ra nước rất là nhiều luôn. Cứ như thế các bạn làm cho hết cái phần còn lại nha. Cốc sau khi mà mình đã vắt nước xong rồi nè, đó các bạn sẽ thấy là nó teo teo như thế này ha. Rồi bên đây là cái phần nước cốc thì mình sẽ bỏ, mình không sử dụng nha. Cả lít nước luôn đó các bạn. Với 2 ký cốc thì mình sẽ sử dụng ở đây là 1 muỗng cà phê muối và 1 ký đường nha các bạn. Thì bây giờ mình cũng ướp đường cho cốc mình nó thấm nha. Mình cho tất cả cái đường vô, rồi mình cho muối vô luôn. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên. Cái này á, thì mình sẽ ướp 2 ngày. Còn nếu mà các bạn không có thời gian, mình có thể ướp 3 ngày luôn cũng được, không sao hết nha các bạn. Và trong cái thời gian ướp mình không cần để tủ lạnh, các bạn cứ việc để bên ngoài, không sao hết, để cho cái đường nó thấm vào nha. Có nắng thì mình đem ra phơi, còn không có nắng thì cũng không sao. Và đây là sau 2 ngày mình đã ướp, đường đã ngấm và những trái cốc của mình các bạn sẽ thấy là nó trong veo luôn á nha. Ướp thì mình phải cho nó đủ thời gian nó mới ngấm vào. Thì bây giờ mình sẽ đem đi sên nha các bạn. Mình cho tất cả cái phần cốc và nước đường vào hết luôn, không cần phải sên hai thứ trước sau nha các bạn. Mới thì mình sẽ mở lửa thật là lớn đi để cho cái phần nước đường nó sôi lên. Trong lúc sên thì lâu lâu mình cũng lợi mình đảo một lần nha. Còn nước đường nhiều á thì lâu lâu mình đảo một lần. Nè các bạn coi trái cốc nè, nó trong veo luôn á. Khi mà mình sên được một lúc rồi á thì nước đường nó sẽ rút vào những trái cốc của mình. Và nước đường nó sẽ sánh kẹo lại như thế này. Thì mình phải giảm lửa nhỏ lại và mình sên đều tay hơn. Các bạn nhớ là mình giảm lửa nhỏ thật là nhỏ luôn. Thì mình sên một hồi nó sẽ lên cái màu như thế này nè. Mình sên tầm hơn 1 tiếng nha các bạn, gần 2 tiếng đó, với lửa thật nhỏ luôn. Mình sên từ từ như vậy cho cái phần cốc mình nó lên màu tự nhiên nha các bạn. Không cần mà mình cho thêm màu hay là xì tin vào. Cứ việc mình đảo đi, mình đảo một hồi nữa nha, để cho nó lên cái màu đậm chút nữa. Và sau khi mà mình đảo được một hồi nữa nè, thì các bạn sẽ thấy là cái màu nó khác hồi nãy chút nữa nha. Cứ việc mở lửa thật là nhỏ và đảo đều tay. Tùy vào cái bếp mình sử dụng cho nên là cái độ nóng khác nhau. Các bạn cứ việc sên đến khi nào mà nó lên màu như thế này là được rồi nha các bạn. Bây giờ thì mình cũng tắt bếp luôn.
Và mình cho ra một cái rổ hay gì đó, hay là một cái mâm gì đó các bạn, để mà mình phơi dưới nắng để cho nó ráo. Còn không thì các bạn có thể mở cái quạt lên, mình phơi dưới quạt tầm 2 tiếng nha, để cho nó nguội và nó khô bớt. Tùy theo mọi người, mình có thể cho vào keo, hũ, lọ gì đó mình bảo quản, mình cho vào tủ lạnh hay là để ở ngoài đều được. Ở đây thì mình sẽ lấy là một cái giấy kiến để mà mình bảo quản nha. Các bạn sẽ thấy là cái cốc của mình cái màu rất là đẹp luôn. Ở đây thì mình sử dụng là giấy kiến gói mứt nè. Mình gói cho mỗi một cái trái cốc như vậy là một bịch như thế này, để khi mình ăn đó, mình lấy ra ăn rất là tiện luôn, mà nó không có bị dính nữa các bạn. Cái này á, thì mình mua ở trên online nha. Các bạn có thể gõ là giấy kiến gói mứt thì nó sẽ ra rất là nhiều. Đó, mình quấn hai đầu lại như thế là được rồi đó các bạn. Rất là dễ thương luôn. Mình chọn những trái cốc hơi vừa vừa thôi, các bạn đừng có lấy trái bự quá thì nó cũng không được ngon. Và sau khi mà mình đã làm xong rồi nè các bạn, 2 kg nhưng mà nó teo lại thì mình cũng thấy không có còn bao nhiêu hết trơn á. Đó, một cái màu rất là ngon luôn nè. Để mình lấy ra một trái mình cho các bạn coi ha. Mình cho vào giấy kiến như thế này á, ăn rất là tiện lợi luôn á, không có sợ dính tay luôn nha các bạn. Đó, khi mà mình tháo ra nè, trái cốc của mình nó trong veo luôn á, nó thấm đường cho nên nó trong nha. Còn nếu các bạn sên mà nó không có thấm đường á, thì ở bên trong á, nó còn màu hơi đục đục, nó không có trong vậy đâu. Wow, các bạn coi bên trong nè, nó vàng ươm và nó trong veo à, mà nó giòn nữa các bạn, ăn giòn và ngon lắm luôn. Rồi, video của mình đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêu quý thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Ở những video trước mình làm rất là nhiều món mứt luôn. Mời mọi người vào tham khảo ha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người.